Mình hiện tại đang có một cái trang web là bluehorizon.com. Các bạn có thể lên cái trang web này để các bạn xem thử xem là các bạn có lấy cái gì trong cái trang web này không. Giả sử như là ở đây mình có một số cái pack cho Vital hoặc là serum, pack EDM và HAL nha các bạn. Ngoài ra ở đây mình còn có một cái trang để chúng ta có thể chúng ta chia sẻ những cái kiến thức về làm nhạc. Ở cái trang này thì mình chủ yếu mình đăng về những cái VST miễn phí để chúng ta có thể lấy về những cái video mình sẽ thông báo đến tất cả các bạn ha. Tháng này mình vẫn đang nhận học viên về làm nhạc hoặc mixing mastering. Cái link trang cá nhân Facebook của mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ lại với mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi vào và nói về một cái vấn đề mà chúng ta thường ít khi nói tới trong cái việc mixing kick, đó chính là thay đổi pha của cái kick ha các bạn. Rồi, trong cái video hôm nay thì mình rất cảm ơn bên Dark Palace Studio đã giúp mình có được cái plugin này, tài trợ cho mình ha, một cách miễn phí để làm cái video này cho các bạn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và mình sẽ để lại link mua cái con này với giá là 29 đô ở dưới cái phần mô tả của video này ha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói về pha đi. Chúng ta có một cái kick ha các bạn. Thì âm trầm và âm trung, âm cao của cái kick này. Đây mình sẽ vẽ một cái đường biểu thị cho âm trầm, trung cao ha. Trái trầm, còn bên phải là âm cao, ở giữa là âm trung. Rồi, ok. Thì các bạn thấy là cái âm nguyên bản của nó chúng ta coi đó chính là cái tốc độ của cái này nó bằng nhau. Khi mà chúng ta đổi pha thì có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cái âm nó chơi trước hoặc là sau. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ vẽ một cái ví dụ đổi pha chẳng hạn. Bây giờ như thế này nha. Ví dụ như theo thời gian thì âm trầm chúng ta sẽ chơi sau như thế này. Đó, âm trầm chúng ta sẽ chơi sau như thế này. Ok ha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có âm cao chúng ta chơi trước như thế này. Các bạn chờ tí nha, cái đường này mình vẽ hơi xấu để mình vẽ lại cho các bạn dễ hình dung hơn nè. Đây. Đó. Thì á, cái kick của chúng ta nó sẽ biến dạng ha. Đây là cái kick của mình đã vẽ cho các bạn thấy ở đây. Đây là cái kick ban đầu của chúng ta. Cái kick là cái màu đỏ ha các bạn. Rồi. Và đây là cái kick của chúng ta sau khi biến dạng mà cái âm trầm nó bị đẩy về phía sau á các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ luôn ha. Còn về cái ứng dụng thực tế thì các bạn cũng thấy rồi, cái này nó sẽ làm biến đổi cái kick của chúng ta. Khi mà chúng ta làm biến đổi như vậy có thể là đưa vào bài nhạc nó tệ hơn hoặc là nó hay hơn, thì cái này các bạn phải thử nha các bạn. Rồi. Ở đây mình đang có một công dụng một số cái công dụng cho cái này. Hai cái VST plugin ở đây, một cái là Chameleon X và một cái là Freeform Fade. Trong đó cái Freeform Fade này nó sẽ là miễn phí, lát nữa mình sẽ chỉ các bạn sử dụng. Còn bây giờ chúng ta cùng nói về con Chameleon X ha các bạn. Rồi. Cái Chameleon X này, cái đường này nó không phải là những cái đường màu vàng vàng các bạn nhìn thấy, nó không phải là đường EQ đâu nha các bạn. Mà nó là một cái đường Opacitor. Cái Opacitor này nó sẽ sinh ra cái sự thay đổi về pha của cái kick. Rồi ở đây thì mình sẽ bật cái Chameleon X lên như các bạn nhìn thấy ha. Đây là cái Edison. Bây giờ thì cái Chameleon X này thì mình sẽ để nó hơi nhiều một tí để các bạn có thể các bạn dễ nghe thấy nó làm gì với lại tín hiệu âm thanh này nha các bạn. Rồi. Mình sẽ để cho các bạn nghe solo kick ha. Đây là lúc chưa có Chameleon X, các bạn nhìn kỹ nè. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bật Chameleon X lên ha. Rồi, giờ các bạn lại tiếp tục các bạn nhìn nè. Đó, các bạn có thể thấy là tín hiệu âm thanh nó đã biến thành rất là kỳ lạ ha các bạn. Cụ thể là âm thanh đó, cái phần âm cao á, nó đã trượt về đằng sau và nghe nó rất là khó chịu ha. Đó, như các bạn có thể thấy. Nhưng mà nếu mà mình không dùng nhiều những cái opacitor này, ví dụ mình dùng có khoảng chừng hai bước ở chỗ này thôi, thì các bạn có thể thấy là cái tín hiệu nó sinh ra nó sẽ kiểm soát hơn ha các bạn. Đây mình sẽ delete hết cho các bạn nhìn lại nè. Đây là lúc chưa có, chúng ta vẫn phải nghe lại nha. Rồi, bốn cái thôi là đủ rồi. Còn đây là lúc có ha các bạn. Đó, các bạn nghe thấy nó khá là lạ ha. Nè, các bạn có thể thấy rất là rõ ràng là cái đường kích nó thay đổi nè. Đây là sau lúc sử dụng Chameleon nè. Và đây là
trước lúc sử dụng Caramel On ha các bạn. Rồi, ở đây thì ví dụ như mình có thể mình làm cho cái này nó nhỏ lại và mình để nó tí vào phần âm trầm, thì các bạn sẽ thấy là cái sự thay đổi của nó sẽ tập trung vào phần âm trầm mà thôi, các bạn sẽ không có nghe cái tiếng éo 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 nữa ha các bạn. Rồi, lại nhá. Bật lên nè. Đó, các bạn có thể nghe thấy rất là rõ ràng cái sự thay đổi ha. Các bạn thấy là âm trầm nó trượt về đằng sau rồi nè. Đó, nhìn âm trầm nó bắt đầu khá là sớm ha. Còn phần này âm trầm nó đã trượt về đằng sau rồi. Cái lý do mà có nhiều khi các bạn muốn làm âm trầm nó trượt về đằng sau như vậy là vì cái phần snare của các bạn nó sẽ đánh chung với cái phần kick, và các bạn muốn cái phần kick nó dời ra đằng sau một tí để nó nhường chỗ cho phần snare ha. Bây giờ thì chúng ta có thể nghe cái này cùng với lại cái phần snare của chúng ta. Mặc dù cái này thì mình làm chưa có kỹ nhưng mà lát nữa mình sẽ chỉnh lại nó kỹ hơn ha các bạn. Mình chỉ muốn chứng minh cho các bạn bằng cái Edison này thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chúng ta bật cái cả cái drum lên nè. Bật cả bộ drum lên nha. Các bạn nghe thấy nó khá là ngáo ngơ đúng không? Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì nếu mà chúng ta tắt cái này đi nè, các bạn nghe lại nè. À, rồi mình sẽ cho các bạn nghe một lần rồi chúng ta sẽ lại bật cái Chameleon lên nha. Các bạn nghe thử nè. Rồi bây giờ mình bật nó lên nha các bạn. Các bạn thấy là nó không còn bị quá mức nữa đúng không? Cái này á, nếu như mà các bạn muốn làm thì chúng ta có thể ví dụ như chúng ta tăng hoặc chúng ta giảm cái quy đi. Rồi chúng ta có thể chúng ta giảm cái phần mix xuống vừa thôi ha các bạn. Rồi chúng ta có thể chúng ta giảm cái bước đi. Giảm còn một bước thôi. Thì các bạn sẽ thấy bây giờ thì nó bắt đầu nó hợp lý rồi này các bạn. Mình sẽ cho các bạn nghe riêng cái này. Các bạn có nghe được cái sự thay đổi không? Nếu mà các bạn nào mà nghe được thì khá là tốt nha. Tai của các bạn sẽ khá là tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn nào chưa nghe được thì cũng dễ thôi. Mình sẽ tăng cái order này lên. Đó, các bạn có thể thấy là cái kick này nó bắt đầu nó dội, nghe nó khá là kỳ lạ và nó sẽ hơi mạnh một chút ha các bạn. Rồi các bạn có thể các bạn đó, các bạn sẽ sử dụng những cái này để các bạn làm thay đổi cái file của nó ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ dùng một hai bước thôi ha, tại vì đối với lại 6 bước overdub filter thì nó vẫn hơi quá, các bạn nghe lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó quyện lại với bài ha các bạn. Đây là lúc chưa có. Rồi mình bật lên cho các bạn nghe thử nè. Rồi các bạn có thể vừa nghe, các bạn vừa căn chỉnh cái này lại nghe cho nó đến khi nào các bạn nghe cho nó hợp lý ha. Tại vì cái này nó cần yêu cầu rất là nhiều. Thường thường á, chúng ta làm cỡ 5 lần thì được có một lần nghe nó sẽ khá là ổn thôi ha các bạn. Tại vì cái này là một cái hiệu ứng rất là khó để chúng ta có thể chúng ta nắm bắt được ngay. Đây mình thấy cái vị trí này lỗ này nè các bạn. Lúc mà đây là lúc không có nha.
Rồi bây giờ khi mình bật cái này lên thì các bạn sẽ thấy là có một phần cái âm thanh nó bị âm trầm nó bị ném về phía sau và nghe nó sẽ đẹp hơn. Nè, các bạn nghe thử lại. Rồi các bạn, nếu các bạn thấy quá tay như là chúng ta có thể giảm phần mic đi. Lại nhé. Rồi, ở đây thì mình đang có một cái plugin hoàn toàn miễn phí đến từ Melda ha các bạn. Thì cái plugin này cũng sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cái phần face, mặc dù là chúng ta không kiểm soát được màu sắc như là trong cái Chameleon X, nhưng mà cái này nếu mà chúng ta, các bạn chịu bỏ thời gian ra các bạn nghiên cứu thì chúng ta cũng có thể tạo được những cái âm thanh rất là đẹp ha. Đây là cái kết quả chúng ta lúc mà chưa bật cái plugin này lên. Face rất là dễ làm hỏng những cái kick này kia, cho nên là các bạn khi mà mic các bạn phải nghe tổng thể hết rồi các bạn mới cho vào ha các bạn. Rồi ví dụ như ở đây thì mình sẽ làm cho cái phần âm trầm này nó đi trước và cái phần này nó đi sau, các bạn nghe nó rất là kỳ nè. Các bạn có thể thấy là rõ ràng là cái phần âm cao chúng ta nó đi sau đúng không, nghe nó khá là kỳ lạ. Lưu ý các bạn bật quality cái này lên cỡ Very High hoặc là Extreme nhé. Rồi, bây giờ thì ví dụ như mình sẽ cho nó như vậy, chẳng hạn ta sẽ cho một tí cái phần này lên. Các bạn cứ cho nó chạy để các bạn nghe thử ha. Mình làm như vậy là mình cho âm trầm nó chạy trước nè, cho chỗ này của âm trầm nó chạy trước. Nếu các bạn thấy chưa đủ nặng đô thì các bạn có thể tăng cái depth này lên nữa. Như các bạn thấy thì cái đó không phải là ý hay ha, chúng ta để vừa vừa thôi được. Nếu các bạn muốn reset lại thì các bạn bấm vào cái nút này nha. Rồi các bạn nghe cái này nó có thể nó hơi kỳ đúng không? Nhưng mà nếu mình cho vào nghe tất cả cùng một lúc này các bạn sẽ thấy nó rất là kỳ lạ luôn ạ. Mình bỏ lại cái đoạn nhạc ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lại cái cho cái kick này nó lên một tí xíu thôi. Và chẳng hạn. Bạn nghe lại nè. Cái link của hai cái plugin này, một cái free và một cái trả phí, một lần nữa xin được cảm ơn Dark Palette Studio đã hỗ trợ mình trong cái ngày hôm nay. Xin chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.